nhà ngoại giao Lê Đức Thọ chửi thẳng mặt Ngoại trưởng Hoa Kỳ trên bàn đàm phán. Các bạn thân mến, trong thời gian từ năm 1968 đến năm 1973, cuộc đấu trí bằng ngoại giao để đi đến ký kết Hiệp định Paris đã diễn ra căng thẳng, khốc liệt, không kém gì cuộc chiến trên mặt trận quân sự. Đưa B-52 ồ ạt tấn công vào Bắc Việt Nam và thủ đô Hà Nội, Mỹ âm mưu đưa nơi đây về thời kỳ đồ đá, buộc đoàn đàm phán tại Paris phải ký kết hiệp định với điều khoản có lợi cho Mỹ. Trên bàn hội nghị, ông Thọ ở Paris đã mổ xẻ tôi bằng những con dao rất nhọn với tay nghề của một nhà phẫu thuật. Cố vấn Tổng thống Mỹ Kissinger đã phải thừa nhận như vậy. Vậy nhà ngoại giao Lê Đức Thọ đã làm gì? Tất cả sẽ được bật mí ngay sau đây. Chân dung lịch sử, mời quý vị cùng theo dõi. Tiểu sử nhà ngoại giao Lê Đức Thọ. Ông Lê Đức Thọ, tên thật là Phan Đình Khải, sinh ngày 10 tháng 10 năm 1911 tại xã Địch Lễ, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, nay là xã Nam Vân, thành phố Nam Định, trong một gia đình nho giáo ở vùng đất có truyền thống yêu nước, hiếu học. Ông nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Khi trực tiếp hoạt động ngoại giao cũng như tham gia chỉ đạo công tác đối ngoại, đồng chí Lê Đức Thọ luôn là nhà ngoại giao xuất sắc với tầm nhìn xa trông rộng về chiến lược và khôn khéo, kiên quyết về nguyên tắc, linh hoạt về sách lược. Tên tuổi của ông gắn liền với cuộc đàm phán giữa Việt Nam và Mỹ ở Paris, đưa lại Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Một thắng lợi ngoại giao có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc Việt Nam. Trên bàn thương thuyết với Mỹ, hai ông Xuân Thủy và Lê Đức Thọ là cặp bài trùng. Lúc thì người này nhu, lúc thì người kia cương và ngược lại. Trong đó, phần nhiều cố vấn Lê Đức Thọ sắm vai cương. Không ít lần ông đã đập bàn, nổi cơn thịnh nộ ngay trước mặt ông Kissinger. Tuy nhiên, ông chưa bao giờ bị rơi vào tình huống quá đà. Ngày 21 tháng 8 năm 1968, diễn ra một cuộc gặp bí mật giữa Mỹ và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Giữa một bên là hai ông Xuân Thủy, Lê Đức Thọ và một bên là Averell Harriman, nhà ngoại giao kỳ cựu của Washington, Cyrus Vance, luật sư, cựu Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ. Hôm đó, nụ cười thường trực của ông Xuân Thủy bỗng biến mất khi đại diện Mỹ Harriman đơn phương đòi có đại diện của chính quyền Sài Gòn trên bàn đàm phán. Hà Nội từ chối thẳng thừng đề nghị trên của Washington và ngay lập tức Harriman tuyên bố: "Nếu thế, bom sẽ lại rơi trên đầu các ông." Bộ trưởng Xuân Thủy mặt đanh lại: "Ông dọa đấy à? Ném bom trở lại sao? Chúng tôi sẵn sàng đánh lại." Còn cố vấn Lê Đức Thọ có vẻ nhu hơn mà nói rằng: "Ông dọa bằng chiến tranh không được đâu. Chúng ta đã đánh nhau nhiều năm rồi, còn lạ gì nhau nữa." Đại diện Mỹ Harriman ngồi lặng thinh một lát rồi lẩm bẩm: "Tôi xin rút cái câu nói bom lại rơi trên đầu các ông." Lê Đức Thọ đã mắng Kissinger. Ngày 8 tháng 1 năm 1973, vòng đàm phán 4 bên tại Paris được nối lại sau trận Điện Biên Phủ trên không, sau khi Mỹ xoay ngược những gì đã thỏa thuận khiến Hiệp định ngày 20 tháng 10 năm 1972 không thể ký kết được. Trở lại Paris với tư cách là người chiến thắng, ông Lê Đức Thọ đề nghị cả đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không ra cửa đón đoàn Mỹ như thông lệ. Đoàn Mỹ phải cho người xuống xe, tự thò tay mở cổng để lên nhà. Lên đến nơi, ta cũng không mở cửa mà họ phải tự đẩy cửa vào. Khi họ vào, đoàn ta đã đông đủ ở bên trong, mặt ai nấy đều lạnh lùng, nghiêm nghị. Khi ngồi vào bàn, là ông Thọ nổ súng luôn. Chưa bao giờ người ta thấy cố vấn Lê Đức Thọ nổi nóng như buổi sáng hôm đó. Ông chút hàng loạt những từ như lừa dối, ngu xuẩn, tráo trở, lật lọng lên đầu ông Kissinger, khiến ông này không nói được gì cả. Mãi sau ông ta mới nhỏ nhẹ đề nghị cố vấn Lê Đức Thọ hãy nói khe khẽ thôi, không các nhà báo bên ngoài nghe thấy lại đưa tin là ông đã mắng người Mỹ. Nhưng ông Lê Đức Thọ vẫn không buông tha: "Đó là tôi chỉ mới nói có một phần, chứ còn các nhà báo, họ còn dùng nhiều từ nặng hơn nữa kìa." Kissinger lúc ấy là cố vấn an ninh của Tổng thống Mỹ Nixon. Kissinger đã từng bí mật gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông, Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai và sau đó là Brezhnev, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô cũ, để nhờ ba vị này ép ta ký kết Hiệp định Hòa bình theo các điều kiện của Mỹ. Kissinger rất ngạo mạn, tưởng có thể đè bẹp được ta. Nhưng Kissinger đã không thể làm được vì ông Lê Đức Thọ là đại diện cho chính nghĩa. Điều làm nên thành công của Lê Đức Thọ là ông đã nhuần nhuyễn, có trí tuệ để thực hiện điều mình cần
và mục tiêu đề ra. Kissinger đòi nếu Mỹ rút thì miền Bắc Việt Nam cũng phải rút quân khỏi miền Nam. Ông Lê Đức Thọ cho rằng Mỹ đánh đồng như thế là không được. Với trí tuệ của mình, ông đã tìm ra giải pháp như sau. Vấn đề quân đội Việt Nam ở lãnh thổ Việt Nam thì do các bên Việt Nam giải quyết với nhau, còn việc Mỹ phải rút quân là bắt buộc. Sau đó ông đập bàn và đáp lại thẳng thừng. Tôi đã nói với ông nhiều lần, đe dọa chúng tôi chẳng có tác dụng gì đâu. Tổng thống Nixon thường nói đến danh dự nước Mỹ. Chúng tôi cũng có danh dự của chúng tôi. Làm sao chúng tôi có thể ký một hiệp định có câu ám chỉ quân đội miền Bắc trong vấn đề rút quân? Những người bị bắt không được thả, chính phủ ba thành phần, Thiệu vẫn còn đó. Thiện chí của chúng tôi tiến tới hòa bình cũng phải có mức độ nhất định. Nhân nhượng quá chỉ còn là đầu hàng trá hình. Đánh nhau đã hơn 10 năm rồi, đàm phán cũng đã nhiều năm. Nhân dân chúng tôi không bao giờ đầu hàng. Ông nghiên cứu lịch sử nước chúng tôi, hẳn ông biết rồi. Chúng tôi có trách nhiệm với nhân dân, với tổ quốc chúng tôi. Lần khác, ông Kissinger hỏi, bây giờ ông cố vấn đàm phán với tôi nói như mắng tôi, thế còn sau này kết thúc đàm phán, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình rồi, thì ông cố vấn mắng ai? Ngài có mắng cán bộ của mình như mắng tôi không? Cố vấn Lê Đức Thọ điềm nhiên, tôi chỉ nói lên tiếng nói của nhân dân tôi thôi. Cán bộ của tôi có quay quắt, lật lọng cháo trở đâu mà tôi phải mắng. Chiến thắng trên bàn đàm phán. Lời lẽ thẳng thắn, đanh thép của ông cố vấn đặc biệt đã khiến cho đối phương phải lùi một bước. Mỹ rút lại các điều ám chỉ qua miền Bắc rút quân, chấp nhận có tên chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong hiệp định. Ngày 13 tháng 1 năm 1973, tại phiên họp cuối cùng của quá trình đàm phán, ông Lê Đức Thọ và Kissinger bàn vấn đề đóng góp xây dựng lại Bắc Việt Nam. Phần lớn thời giờ còn lại, hai ông bàn về thời gian biểu triển khai việc ký kết hiệp định và các công việc tiếp theo. Kissinger đề nghị không đọc diễn văn và chỉ có chúc từng người ở bên ngoài. Ông ta cũng nói rằng đó sẽ là ngày trang trọng ở Mỹ và ở Việt Nam lại càng trang trọng hơn nữa. Vì vậy, chúng ta nên khởi đầu với một thái độ hòa giải, quảng đại và nồng nhiệt đối với nhau. Cố vấn Lê Đức Thọ vui vẻ đồng ý. Kissinger nói thêm, chắc các ông sẽ không dùng từ chiến thắng, chiến tranh, xâm lược. Cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ cũng tỏ vẻ đồng tình. Đúng 9 giờ 35 phút ngày 23 tháng 1 năm 1973, Cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ và trợ lý an ninh Henry Kissinger cùng các thành viên có mặt đông đủ tại hội trường Kleber, thủ đô Paris, nước Pháp. Sau khi trao đổi thêm một số vấn đề trong các văn kiện, hai bên đã ký tắt bản Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Khi ký xong hiệp định, trợ lý an ninh Henry Kissinger tặng cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ cây bút ông ta vừa ký và nói, tôi xin tặng ông cây bút để nhớ mãi ngày lịch sử này. Cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ tươi cười đón nhận, đồng thời tặng lại trợ lý an ninh Tổng thống Mỹ Henry Kissinger cây bút vừa ký và nói, tôi xin tặng lại ông cây bút này và xin ông nhớ cho, ký rồi phải giữ lấy lời đấy nhé. Trải qua 4 năm 8 tháng 16 ngày, sáng ngày 27 tháng 1 năm 1973, lễ ký kết Hiệp định Paris giữa bốn bên tham dự được tiến hành. Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Nguyễn Duy Trinh, Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam Nguyễn Thị Bình, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ William P. Rogers, Tổng trưởng Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa Trần Văn Lắm đã ký vào Hiệp định. Hiệp định Paris gồm 9 chương với 23 điều, là một giải pháp toàn diện về Việt Nam và Lào cùng Campuchia. Điều khoản quan trọng nhất của hiệp định là quân đội các nước ngoài phải rút khỏi ba nước Đông Dương. Quá trình hòa hợp dân tộc ở mỗi nước là do chính nhân dân các nước tự quyết định. Chiều ngày 27 tháng 1 năm 1973, lễ ký các nghị định thư giữa hai bên cũng được tiến hành tại hội trường Kleber. Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Ngoại trưởng William P. Rogers thay mặt Chính phủ Hoa Kỳ đã ký vào các văn kiện. Chứng kiến lễ ký có đại diện nước chủ nhà Pháp và các nước cùng đông đảo phóng viên báo chí quốc tế. Tổng cộng, Hội nghị Paris đã có 202 phiên họp công khai, 36 cuộc gặp cấp cao, 500 cuộc họp báo và xấp xỉ 1.000 lần trả lời phỏng vấn. Lịch sử ngoại giao Việt Nam và thế giới thế kỷ 20 đã có nhiều cuộc đàm phán quan trọng. Nhưng đến Hội nghị Paris thì tầm vóc và mức độ tác động đã vượt ra khỏi một cuộc đàm phán thông thường. Cả thế giới đứng về phía Việt Nam, hồi hộp theo dõi tiến trình Hiệp định Paris. Cuộc đàm phán trên bàn Hội nghị Paris thực sự là một phần của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
đó là cuộc chiến trên cơ sở của pháp lý quốc tế, hiện thực lịch sử, lợi ích của đất nước, con người về quyền độc lập tự chủ của mỗi quốc gia dân tộc trên thế giới. Đó cũng là cuộc chiến giữa một nền ngoại giao nhân văn chính nghĩa với một kiểu ngoại giao phi nghĩa dùng sức mạnh để đàm phán. Bằng Hiệp định Paris, nhân dân ta đã đánh cho Mỹ cút, tạo tiền đề để quyết định đánh cho Ngụy nhào, và ngày 30 tháng 4 năm 1975, chúng ta đã giải phóng hoàn toàn miền Nam. Đó thực sự là cuộc chiến trí tuệ, bản lĩnh, khoa học, sáng ngời chủ nghĩa nhân văn Việt Nam vì hòa bình, độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc. Các bạn đánh giá như thế nào về những lời lẽ đanh thép của nhà ngoại giao Lê Đức Thọ trong các cuộc đàm phán với Kissinger? Hãy để lại ý kiến của bạn xuống phần bình luận nhé! Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của Chân Dung Lịch Sử. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!